Thưa quý vị đồng nghiệp, thì hôm nay tôi thay mặt khoa nội tiêu hóa bệnh viện Trung về xin trình bày một cái đề tài khá mới trong lĩnh vực tiêu hóa, đó là bệnh lý đại tràng tăng áp cửa. Thì như chúng ta đã biết thì xơ gan chiếm một tỷ lệ khá lớn trong gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Tỷ lệ bệnh nhân xơ gan tử vong là 2,4% trong tổng số bệnh nhân tử vong toàn cầu. Và biểu hiện lâm sàng của xơ gan thì chủ yếu trên hai hội chứng, đó là suy chức năng gan và tăng áp lực từ mạch cửa. Trong đó bệnh nhân tử vong chủ yếu do là tăng áp lực từ mạch cửa, các biến chứng của tăng áp lực từ mạch cửa. Các biến chứng thường gặp của tăng áp cửa đó là bán và các biến chứng của bán, hội chứng gan thận, hội chứng não gan, xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản dạ dày. Tăng áp cửa cũng gây ra các biến đổi và tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa mà hay gặp và chúng ta thường hay đề cập nhất, đó là bệnh dạ dày tăng áp cửa. Nhưng gần đây một số nghiên cứu bước đầu đã đề cập đến những biến đổi của niêm mạc đại trực tràng của bệnh nhân xơ gan, người ta tạm gọi đó là bệnh lý đại tràng tăng áp cửa cùng với giãn tĩnh mạch trực tràng. Thì bệnh lý đại tràng tăng áp cửa là nguyên nhân hàng đầu gây chảy máu tiêu hóa thấp ở bệnh nhân xơ gan. Phần lớn tổn thương chỉ được phát hiện muộn. Những nghiên cứu về bệnh lý đại tràng tăng áp cửa ở Việt Nam và thế giới còn hạn chế, đặc biệt là ở Việt Nam. Vì vậy, cái việc phát hiện sớm và thường quy bệnh lý này có giá trị chẩn đoán, điều trị và dự phòng, giảm thiểu nguy cơ biến chứng nặng. Mục tiêu của bài báo cáo này là thứ nhất là chẩn đoán bệnh lý đại tràng tăng áp cửa nguyên về ba về nguyên nhân dịch tễ học, sinh bệnh học, mô bệnh học. Thứ hai là các yếu tố quan đến bệnh lý đại tràng tăng áp cửa, và thứ ba là cập nhật điều trị bệnh lý đại tràng về điều trị bệnh lý đại tràng tăng áp cửa. Về đầu tiên là nói về tĩnh mạch cửa thì như chúng ta đã biết tĩnh mạch cửa là nó hợp lưu của tĩnh mạch lát và tĩnh mạch mạc treo tràng trên. Đường kính kính của tĩnh mạch cửa là 10 đến 12 mm và áp lực bình thường của tĩnh mạch cửa như sáng nay thì thầy Vũ Văn Khiêm vừa đề cập thì là dưới 5 mm thủy ngân, và áp lực tĩnh mạch cửa là hơn 10 mm thủy ngân thì là tăng áp cửa có ý nghĩa lâm sàng, mà lỡ hơn 12 mm thủy ngân là có nguy cơ vỡ giãn tĩnh mạch. Thì đây cơ chế tăng áp lực cửa đó là trong quá trình xơ hở gan thì nhu mô gan biến đổi làm gia tăng và cản trở dòng lưu thông của các mạch máu trong gan, làm tăng hệ thống áp lực cửa và qua đó làm giãn cái hệ mạch máu tàn, đồng thời là hình thành các vòng tuần hoàn bạc hệ. Hai hiện tượng này đồng thời gây nên hiện tượng tăng động của vòng tuần hoàn mà quay trở lại làm tăng áp lực tĩnh mạch cửa nặng nề hơn. Và khi tăng áp cửa tới một mức độ nào đó thì cả sẽ nguy cơ vỡ các giãn tĩnh mạch, và khi cả có các yếu tố mà quyết định nguy cơ vỡ giãn tĩnh mạch đó là áp lực trong lòng mạch, kích thước của giãn tĩnh mạch và độ dày của lớp mạch máu. Các khi áp lực tĩnh mạch cửa lớn hơn 10 mm thủy ngân thì bắt đầu tạo các vòng tuần hoàn bạc hệ. Các vòng tuần hoàn bạc hệ chủ yếu trong xơ gan đó là cái vòng tuần hoàn của tĩnh mạch thực quản, phình vị và dạ dày, vòng nội rốn buồng và bạc hệ hậu môn trực tràng. Trong đó vòng nội cuối là liên hệ trực tiếp đến sự hình thành giãn tĩnh mạch trực tràng và bệnh lý đại tràng tăng áp cửa. Để định nghĩa về bệnh lý đại tràng tăng áp cửa thì nghiên cứu đầu tiên của Navo năm 1991 thì đề cập đến bệnh lý đại tràng tăng áp cửa về những tổn thương giãn mạch ở đại tràng và giãn tĩnh mạch trực tràng trên nội soi bệnh nhân xơ gan rượu. Nghiên cứu này cũng đề cập đến các những tổn thương gồm giãn mạch máu, giãn tĩnh mạch hậu môn đại trực tràng trị và các biến đổi viêm không đặc hiệu. Về dịch tễ học, bệnh lý đại tràng tăng áp cửa gặp ở bệnh nhân xơ gan hoặc là không xơ gan nhưng có tăng áp cửa như nhiễm sảng máng, khối tĩnh mạch cửa. Tỷ lệ bệnh lý đại tràng tăng áp cửa thì tùy theo nghiên cứu dao động từ 25 đến 30%, và tỷ lệ xuất hiện các giãn tĩnh mạch trực tràng hoặc đại tràng từ 38 đến 56%. Chảy máu do bệnh lý đại tràng thấp tự được tính lên 9% và là nguyên nhân hàng đầu gây xuất huyết tiêu hóa thấp ở bệnh nhân xơ gan. Để thay đổi mô bệnh học thì tăng áp lực tĩnh mạch cửa gây rối loạn việc đồng trên toàn bộ niêm mạc đường tiêu hóa mà các mao mạch niêm mạc giãn và sung huyết dày thành mao mạch, có hiện tượng tăng tế bào lymph và tương bào ở lớp đệm và phù nề niêm mạc, có phù nề tăng thâm nhiệt tế bào đơn nhân và tăng sinh tế bào cơ sở lớp đệm. Về sinh bệnh học thì tăng áp cửa làm gia tăng dòng chảy mao mạch đại tràng, tăng sinh mạch máu dưới niêm, kích hoạt RNA thông tin của gen tổng hợp nitric oxide và định lượng nitric oxide hình thành là làm gia tăng cái giãn mạch nhiều hơn. Về triệu chứng của bệnh lý đại tràng tăng áp cửa thì phần lớn là không có triệu chứng nhưng mà có thể sẽ xuất hiện những biểu hiện mệt mỏi do xuất huyết tiêu hóa thấp mãn tính gây thiếu máu do thiếu sắt,
hoặc có thể xuất huyết tiêu hóa cấp tính ồ ạt. Nghiên cứu của Yamakado nghiên cứu trên 35 bệnh nhân bị tăng áp lực từ cửa do xơ gan có nội soi đại tràng thì tỷ lệ bệnh đại tràng tăng áp cửa là 77%, 17% có máu ẩm trong phân và 5% có xuất huyết tiêu hóa thấp. Để những cái tổn thương thường gặp ở trong nội soi đại tràng của biểu hiện trong nội soi thì ta thường thấy đó là những cái tổn thương dạng đỏ hoặc là dạng mạch đơn độc hoặc là dạng mạch lan tỏa hoặc là những vùng dạng tĩnh mạch và cũng như trong đại tràng bệnh lý dạ dày tá cửa thì ở đại tràng tá cửa cũng có tổn thương dạng khác. Để phân bổ của tổn thương thì tổn thương điểm đỏ xuất hiện đông đều ở khắp đại tràng, dạng tĩnh mạch xuất hiện nhiều ở trực tràng, dạng tĩnh mạch đơn độc xuất hiện chủ yếu đại tràng ngang và đại tràng lên, dạng mạch lan tỏa thì chủ yếu ở đại tràng lên. Để phân bổ vị trí thì nghiên cứu của Mishra thì cho thấy 23% tổn thương xuất hiện ở đại tràng sigma, 11% ở đại tràng xuống, 24% ở đại tràng ngang, 23% ở đại tràng lên và 16% ở manh tràng. Để dạng tĩnh mạch trực tràng thì tỷ lệ dạng tĩnh mạch trực tràng trong xơ gan là có thể lên tới 90% và dao động tùy nghiên cứu. Tỷ lệ dạng tĩnh mạch trực tràng cao hơn ở những bệnh nhân tăng áp cửa không do xơ gan so với những bệnh nhân xơ gan. Dạng tĩnh mạch trực tràng là vị trí hay gặp nhất của các dạng tĩnh mạch lạc chỗ, chiếm tỷ lệ đến 45%. Bệnh nhân dạng tĩnh mạch trực tràng thường có tiền sử về dạng tĩnh mạch thực quản, tỷ lệ đến 95% có dạng tĩnh mạch thực quản ở trước đó. Tỷ lệ xuất huyết của dạng tĩnh mạch trực tràng lên đến 8% và nguy cơ xuất huyết gia tăng khi có kích thước dạng tĩnh mạch lớn hơn 6mm và có điểm đỏ trên bề mặt. Đặc điểm này thì cũng tương tự như dạng tĩnh mạch thực quản. Để chẩn đoán dạng tĩnh mạch hậu môn trực tràng thì dựa vào nội soi trực tràng bởi dạng tĩnh mạch cách trị hậu môn trên 4cm ngoằn ngoèo hướng về phía trực tràng và đại tràng sigma. Thì cái chẩn đoán này có thể gia tăng độ chính xác bằng phát hiện qua siêu âm nội soi, có thể thấy những tĩnh mạch nằm bên dưới niêm mạc hay quanh trực tràng. Và về phân loại kích thước thì gan lui thì phân chia làm 3 độ. Độ 1 là nhỏ cái dạng tĩnh mạch trực tràng dưới 3mm, độ 2 từ 3 đến 6mm và độ 3 trên 6mm. Chẩn đoán dạng tĩnh mạch trực tràng xuất huyết thì bằng phương pháp nội soi, chúng ta nội soi thì phát hiện được dạng tĩnh mạch trực tràng có máu tươi trong lòng trực tràng và không có những có tổn thương trị và các tổn thương đại tràng khác có thể gây chảy máu khác kèm theo. Bệnh lý đại tràng táp cửa hoặc yếu tố liên quan thì nghiên cứu của Yamakado cho thấy bệnh lý đại tràng táp cửa liên quan rõ đến táp cửa, các tổn thương trên nội soi của bệnh lý đại tràng táp cửa thì xuất hiện nhiều hơn so với không có táp cửa. Và bệnh lý đại tràng táp cửa có liên quan đến sự xuất hiện của dạng tĩnh mạch thực quản và bệnh lý đại táp cửa, nhưng bệnh đại tràng táp cửa thì không liên quan đến độ nặng của xơ gan. Đây là cái sơ đồ của nghiên cứu của Yamakado thì cho thấy rõ là bệnh lý đại tràng táp cửa xuất hiện với tỷ lệ cao rõ rệt ở bệnh nhân có xơ gan, có dạng tĩnh mạch thực quản và có bệnh lý dạ dày táp cửa, nhưng mà đồng thời cũng có những cái bệnh nhân có biểu hiện của bệnh lý dạ dày táp cửa thì có tỷ lệ có cái chỉ số tăng áp cửa cao hơn so với những bệnh nhân không có biểu hiện của bệnh lý đại tràng táp cửa. Nhưng một nghiên cứu của Kichito thì cho những cái luận ngược lại thì bệnh lý đại tràng táp cửa thì chỉ có liên quan đến cái giảm cầu và phân độ trái phép ngược với nghiên cứu của Yamakado và không có liên quan những yếu tố còn lại như là bilirubin, albumin, tỷ bột thrombin hoặc là bản hoặc là bệnh lý dạ dày tăng áp cửa. Như vậy có nhiều nghiên cứu khác biệt về cái các về mối liên quan. Thì theo tôi những khác biệt về dịch tễ học phân loại và các mối liên quan của bệnh dạ dày tăng áp cửa có nhiều khác biệt, có thể là do các cơ mẫu nghiên cứu còn nhỏ mà thuật ngữ sử dụng chưa thống nhất, có đặc thù mô tả phân loại tổn thương bệnh lý dạ dày táp cửa, bệnh lý đại tràng táp cửa. Để điều trị bệnh lý đại tràng táp cửa thì chiến lược điều trị cơ bản trong bệnh lý đại tràng táp cửa thì còn chưa thống nhất, chưa có đồng thuận điều trị cho bệnh lý đại tràng táp cửa.
các điều trị này được đề xuất dựa vào những nhóm bệnh và từ những trường hợp lâm sàng điều trị riêng rẽ. Nhưng mà chúng ta có thể khái quát thành ba nhóm chính, đó là nhóm điều trị giảm áp lực tĩnh mạch cửa, nhóm điều trị qua nội soi và nhóm thứ ba là phẫu thuật và ghép gan. Về điều trị giảm áp lực cửa thì những cái thuốc thông thường chúng ta thường sử dụng trong cái điều trị vỡ giãn tĩnh mạch thực quản đó là octreotide và propranolol. Octreotide và propranolol thì cải thiện những thay đổi điện hình trên niêm mạc của bệnh lý dạ dày tam cửa, đó là giảm phù nề niêm mạc, giảm tưới máu và giảm xuất huyết. Xuất huyết tiêu hóa, trong trường hợp xuất huyết tiêu hóa cấp cho bệnh lý dạ dày tam cửa thì chúng ta dùng thuốc có mặt thì octreotide và telipressin. Đồng thời sau khi mà đã được ngưng chảy máu thì ta dùng không chọn lọc. Về liều của octreotide thì chúng ta cũng dùng như liều của trong vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, đó là 100 microgram bolus tĩnh mạch, sau đó chuyển tĩnh mạch liên tục 25 microgram trên giờ. Trong trường hợp xuất huyết tiêu hóa thấp mạng tính thứ phát do bệnh lý đại tràng táp cửa thì chúng ta điều trị với dạng beta không chọn lọc để giảm nguy cơ chảy máu do bệnh lý đại tràng táp cửa, và nếu có bằng chứng bị thiếu máu do thiếu sắt thì chúng ta bổ sung sắt. Cái liều của chèm beta không chọn lọc thì chúng ta vẫn giảm cái, chúng ta tăng liều để giảm nhịp tim cho đến được 50 đến 55 lần một, hoặc là giảm 20% so với nhịp tim lúc nghỉ ban đầu. Một phương pháp điều trị cao hơn đó là ta giảm tựa bằng tips, tức là ta tạo một cái sân cam gan đặt qua tĩnh mạch cảnh để nối hệ tĩnh mạch cửa trụ. Thì TIPS là một cái liệu pháp cứu vãn khi xuất hiện tiêu hóa khó cầm mà không đáp ứng với thuốc giãn mạch hoặc giãn beta. Có mặt và giãn beta thì nghiên cứu Banzer thì đề cập đến một trường hợp chảy máu dây dạng do tổn thương giãn mạch lan tỏa ở đại tràng ở bệnh nhân sơ gan tạp cửa không đáp ứng ban đầu với propranolol, thì ông đã đặt TIPS và kết quả là đã kiểm soát được xuất huyết và nội soi đại tràng sau 9 ngày thì thấy giảm kích thước và giảm số tổn thương đại tràng, và theo dõi sau 18 tháng thì không có chảy máu tiêu hóa tái phát. Nghiên cứu của Kosha thì và cộng sự đặt tiếp trên 28 bệnh nhân chảy máu do giãn tĩnh mạch lạc chỗ trong sơ gan thì kết quả là 21 đến 28 bệnh nhân ngưng chảy máu với tiếp đơn thuần và chỉ có 3 bệnh nhân ngưng chảy máu với tiếp phải phối hợp với tắc phương pháp tắc mạch. Phương pháp tiếp theo đó là đặt sân tạo sân cửa trụ, thì Conzaret đã can thiệp đặt sân tĩnh mạch cửa trụ cầm máu thành công một trường hợp xuất huyết tiêu hóa thấp do vỡ giãn tĩnh mạch mãn tràng và giãn mạch máu đại tràng ở bệnh nhân sơ gan. Một cái điều trị, phương pháp điều trị thứ hai đó là tiếp theo đó là qua nội soi, thì đầu tiên là chúng ta có thể dùng laser. Nghiên cứu của Navo năm 1990 thì ông ta đã dùng laser để đông chảy máu đông máu ở 47 bệnh nhân, thì số mũi laser trung bình từ 1 đến 8 mũi để loại trừ giãn mạch và cái khả năng không chảy máu ở tháng từ 54, ông theo dõi rất là lâu thì lên đến 61.9%. Phương pháp điều trị thứ hai là phương pháp điều trị qua nội soi. Thứ nhất đó là chích sơ, thì đầu tiên thì One đã thực hiện chích sơ giãn tĩnh mạch trực tràng lần đầu tiên để làm ngưng chảy máu từ giãn tĩnh mạch trực tràng. Tiếp theo là Gonzalez đã chích sơ giảm tĩnh mạch trực tràng thành công ở hai bệnh nhân chảy máu do giảm tĩnh mạch trực tràng nặng. Sato và cộng sự đã dùng cái chích sơ là ethanolamine oleat tiêm ngắt quãng giữa niêm mạc trên 32 bệnh nhân và điều trị thành công, không có biến chứng nghiêm trọng, duy nhất một bệnh nhân tái phát sau 2 tháng. Phương pháp qua điều trị qua nội soi hai đó là thắt giãn tĩnh mạch thực quản. Fukushima năm 1996 đã thực hiện thắt giãn tĩnh giãn tĩnh mạch trực tràng để điều trị thành công giãn tĩnh tràng có chảy máu ồ ạt. Uno năm 98 thì đã áp lực thắt giãn tĩnh mạch trực tràng sau khi thất bại về chích sơ ở bệnh nhân nhi có tạo cửa ngoài gan. Còn Firuzi thì ông ta cũng báo cáo một ca lâm sàng thắt giãn tĩnh mạch trực tràng thành công mà theo dõi sau đó đến 46 tháng. Như vậy giữa cái chích sơ hay là thắt thì chúng ta so sánh như thế nào, thì có một nghiên cứu của Sato năm 2010 so sánh 34 bệnh nhân giãn tĩnh mạch trực tràng, 24 bệnh nhân có biến chứng xuất huyết và được điều trị với chích sơ 25 bệnh nhân và thắt 9 bệnh nhân, thì kết quả là cả chích sơ và thắt thì đã làm triệt tiêu được giãn tĩnh mạch trực tràng, tỷ lệ xuất huyết của chích sơ thấp hơn so với thắt 33% so với 55,6%,
và có ý nghĩa thống kê. Không có biến chứng nào sau khi mà chúng ta chích sơ, trong khi có một bệnh nhân điều trị với thắc thì bị xuất huyết rất lẹ, và tỷ lệ này cũng có ý nghĩa thống kê. Tác giả kết luận rằng dường như chích sơ có ưu thế hơn so với thắc trong điều trị giảm tĩnh mạch trực tràng. Cái này thì có vẻ như ngược lại với cái điều trị giảm tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân sơ gan. Cuối cùng là phẫu thuật vào ghép gan thì cái phương pháp này chỉ dành cho trường hợp chảy máu dai dẳng và trở về điều trị nội khoa, hoặc là chúng ta đã can thiệp khi thất bại. Thì OCD năm 2008 thì báo cáo một trường hợp bệnh nhân bị tăng áp cửa do huyết khối tĩnh mạch cửa và đại tiện phân máu dai dẳng, đã đặt tips và làm các mạch. Cuối cùng qua nội soi đại tràng và chụp CT thì đã phát hiện được những cái niêm mạc ở đại tràng trái đã phù nề mụn nặng và có dạng tĩnh mạch ở phía dưới niêm mạc. Thì ông ta đã phẫu thuật cắt nguyên đại tràng trái và nội đại trực tràng và đã kiểm soát được chảy máu thành công. Và cuối cùng là cái phương pháp ghép gan, thì phương pháp khi sáng như thầy Vũ Văn Kiên đã nói là chúng ta là cái phương pháp cuối cùng. Nhưng hiện nay đã bắt đầu một số bệnh một cơ sở y tế lớn ở Sài Gòn, ở Hà Nội đã bắt đầu đã có những cái ca đầu tiên của ghép gan mà thành công rất là tốt. Nhưng mà về cái nguồn người hiến và chi phí và mặt kỹ thuật và đội ngũ nhân viên y tế cho cái ghép gan hoặc là một cái thách thức khá lớn cho các cơ sở y tế, đặc biệt là Việt Nam. Về điều trị dự phòng thì thử nghiệm vai trò của thuốc giảm beta không chọn lọc hoặc các thuốc khác trong dự phòng tiến phát và thực quản trong suốt hoặc tiêu hóa thấp cho bệnh đại tràng táp cửa thì vẫn chưa được thực hiện. Vì vậy cái điều trị tối ưu vẫn chưa rõ. Nhưng mà trong trường hợp có giảm tĩnh mạch thực quản đồng thời thì thuốc giảm beta không chọn lọc là một lựa chọn hợp lý. Đây là một số hình ảnh của nội soi đại tràng bệnh đại tràng táp cửa qua soi đại tràng bệnh nhân sơ gan ở khoa nội tiêu hóa bệnh viện Trung ương Huế. Thì chúng ta đây có thể giảm tĩnh mạch trực tràng, có những cái dạng nội dạng tĩnh mạch đơn độc và có niêm mạc dạng khảm cái niệm đỏ. Một hình ảnh tiếp của dạng tĩnh mạch trực tràng, dạng tĩnh mạch lan tỏa ở đại tràng xích mát, có niêm mạc dạng khảm ở cái hình bên trái và dạng tĩnh mạch trực tràng kích thước nhỏ. Tiếp theo là một dạng tĩnh mạch đại tràng xích mát, dạng tĩnh mạch trực tràng kèm niệm đỏ và điểm đỏ ở trực tràng. Như vậy kết luận bệnh lý đại tràng táp cửa thì có thể gây xuất huyết tiêu hóa cấp hoặc mãn tính ở bệnh nhân sơ, đặc biệt ở bệnh nhân sơ gan. Bệnh sinh thì vẫn chưa được rõ, nhưng mà tiến triển của bệnh lý này liên quan đến táp cửa. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào nội soi, có thể tăng kết hợp chưa chính xác của chẩn đoán quá siêu âm bằng kết hợp thêm siêu âm nội soi và mô bệnh học trong trường hợp khó khăn, chẩn đoán khó khăn. Điều trị bệnh lý đại tràng táp cửa thì dựa vào các phương pháp như giảm áp lực cửa bằng thuốc propranolol và ultrasound, các lipid pressing, hoặc điều trị qua nội soi bằng laser, chích sơ, thắt vòng cao su hoặc là phẫu thuật và ghép gan. Bệnh nhân nên được nội soi đại tràng kiểm tra nhằm phát hiện bệnh lý đại tràng táp cửa và giảm tĩnh mạch trực tràng ở những bệnh nhân suy gan nặng type B, C, bệnh nhân có giảm tĩnh mạch thực quản dạ dày hoặc là giảm tiểu cầu. Và cuối cùng chúng ta cần có một đồng thuận với chẩn đoán theo dõi và điều trị bệnh lý dạ dày tăng, bệnh lý đại tràng tăng áp cửa, một lĩnh vực còn khá nhiều điều mới mẻ nhưng một cơ hội để chúng ta cùng nhau nghiên cứu sau này. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Dạ, xin trân trọng cảm ơn bài báo cáo đầy đủ và hữu ích của tiến sĩ